Xin chào các cụ, hôm nay nhà em lại xin giới thiệu với các cụ một mẫu giọng cá loại đẹp đấy nhá. Cái giọng này thì có hình chữ nhật, thì cái bộ khung ngoài của nó này thì bằng chất liệu inox này. Đây, các cụ xem này. Đó, thì cái mắt lưới của nó này, đây các cụ xem, to và dày và được tráng nhựa rồi nhá. Thì đây không sợ bục hay hoai mòn khi ở dưới nước các cụ ạ. Đấy, thì con này có size là 45 x 3 m, như các cụ xem này, rất là to và đẹp này. Đó, cái này thì đựng được bao nhiêu cá cũng thoải mái luôn nhá, 45 x 3 m. Đó đấy, cuối nó có một cái đĩa này, cụ xem này, nhìn nó chắc chắn không, màu sắc và chất liệu nó khác với các loại thông thường rất là nhiều nhá, bộ sao con 3 mét này cũng khó lắm mà cầm mà răng lên được, nên em phải treo lên cái này đẹp uy tín luôn đó. Có 3 size, 45 x 3 m. Đấy, 45 x 2 m rưỡi và 2 m rưỡi x 40. Đấy, để các cụ lựa chọn nhé. Đó, xin chào các cụ, hẹn gặp các cụ ở các video tiếp theo nhé.